Xin chào quý vị khán giả kênh Bất Động Sản Nguyễn Long TV. Trước tiên thì xin gửi đến quý vị lời chúc thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và thật nhiều hạnh phúc. Chúc quý vị năm 2022 thành công trên mọi lĩnh vực. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã bấm xem, đăng ký, ủng hộ giúp đỡ kênh chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Hôm nay thì kênh Bất Động Sản Nguyễn Long TV xin giới thiệu đến quý vị. Ở đây thì có một khách hàng họ không có thể chăm sóc được cái vườn cây này đó quý vị, cho nên là họ muốn bán cái vườn cây. Họ chỉ bán cây thôi nha, chứ không bán đất nha quý vị nha. Thì ở đây nó có gồm có 3 loại cây. Thứ nhất là cây bưởi, thứ hai là cây cam, thứ ba là cây quýt đường. Quý vị thấy đây là cái mùa trái nên là nó rất là nhiều trái nè, nó chĩu cành luôn đó quý vị. Đi sâu vào một chút xíu thì rất là nhiều. Đây quý vị, họ đang kêu bán cái giá là 650.000 một cây, là tại chỗ đó. Nếu quý vị nào mà quan tâm muốn mua đó thì chúng tôi sẽ bứng và bó bầu rồi gửi xe cho quý vị. Đây cây cam, cây quýt đường, rồi cây bưởi, trái rất là nhiều. Quý vị thấy họ để cỏ nè, cỏ nó mọc tùm hết, họ không chăm sóc được cho nên là họ phải bán đi đó quý vị. Nếu ai mua số lượng 5 cây, 10 cây, 20 cây gì đó, hoặc là số lượng nhiều, ở đây thì nó tới 500 cây nữa. Có quý vị thấy một gốc to to không à? Chỗ này nó ít cỏ nè, để tôi đi vào cho quý vị xem. Đó. Cam này chừng 2 tháng nữa. Quý vị thấy cây bưởi bên kia trái quá trời luôn. Rất là đẹp. Cái vườn cam này quý vị. Thấy trái cam đã không? Nó vô mùa rồi. Cam với lại bưởi. Cái hoành nó to. Nó thoát thân lên khoảng chừng 50 nè. Quý vị thấy trái sai đặc lư luôn nè. Trái quá trời trái luôn cam. Hiện tại thì họ đang kêu bán. Đang kêu bán cái cây cam, cây bưởi. Bán cây ấy, quý vị, chứ không phải là bán bán đất nha. 650.000 một cây. Tự mình bứng á. Quý vị thấy xem cái gốc bưởi nè. Cái hoành nó rất là to. Trái rất là nhiều luôn quý vị. Do cái miếng đất này là chủ vườn họ không có ở đây, họ không chăm sóc được, cho nên là họ muốn thanh lý cái vườn cây. Sáu trăm năm mươi ngàn một cây quý vị. Quý vị thấy bưởi đã không? Cây thì to. Cam nè. Đây, cam sành quý vị nha. Trái quá trời trái luôn. Ở đây họ thanh lý khoảng chừng 500 gốc như vậy á. 500 gốc cả cam cả bưởi. Ai mua thì liên hệ với kênh Bất Động Sản Nguyễn Long TV. Chúng tôi có nhận đào và trồng cho quý vị luôn. Thấy đã không? Này là quýt, quýt đường. Cam có, quýt có. Ô, quý vị thấy đã không? Cam quá trời luôn. Trái đặc hết nè quý vị. Đây họ đang bán tại vườn á là 650.000 một cây nha quý vị nha. Mình tự bứng á. Trái quá trời trái luôn.
Rồi, video tới đây thì xin kết thúc. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã bấm xem hết video của kênh YouTube Bất Động Sản Nguyễn Long TV. Xin chào và hẹn quý vị lại ở video sau.